Còn tật xấu của chồng mình là sao ta? Ghiền giờ. Những khi mắc mệt luôn. Mình đi dạy phải là sát bên nhà đó. Ảnh đã... Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Có snack khoai tây Lay's cho Tết siêu đoàn tụ. Cùng Lay's chung vui. Tết là vui chung. Chọn dinh dưỡng lành mạnh. Chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Làm một cái phòng học của mình nó sát bên bên nhà của mình luôn. Trong phòng học sẽ gắn camera để anh có thể thấy mình mọi lúc, mọi nơi. Và khi nào mà thấy không có mình thì sẽ điện thoại alo em đang ở đâu. Đó, ai mà là học sinh lớp mình sẽ thấy có một cái camera ở trong lớp. Ngô Hương nha. Đúng màu áo luôn, số hưa. Thực ra trong nghệ thuật thì mình cho đi những cái gì mà mình hiểu biết, mình đã từng trải. Và cái nhận lại ở đây là có rất là nhiều bạn có niềm tin. Có bạn thì nhắn tin là được chữa lành, bước qua một cái trang mới của cuộc sống. Bởi vì mình vô tình là một cái điểm tựa của ai đó, mình cũng sẽ luôn luôn bước trên cái con đường mà mình đã chọn. Đó là cái con đường truyền cảm hứng cho mọi người. Ngọc Mai xin mến chào tất cả quý vị khán giả của Sóng 23. Chúng tôi đã chuẩn bị những lá thăm có màu sắc khác nhau tương ứng với chủ đề của Sóng 23. Mỗi nghệ sĩ sẽ bốc một lá thăm bất kỳ, sau đó trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề mà mình chọn. Số 1. Ngọc Mai có bao giờ phải chọn giữa sự nghiệp và gia đình chưa? Có chứ, tức là đã có một thời gian là Mai đã có sự lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, nhưng Mai đã chọn gia đình đầu tiên. Bởi vì khi mà gia đình vững chắc rồi thì mình sẽ có một cái bệ đỡ rất rất là vững vàng để mà mình sẽ tiếp nối cái điều mà mình mong ước trong sự nghiệp. Thì đó là theo cái suy nghĩ của mình thôi. Mình thấy rằng là nếu như mà một phụ nữ đã có ổn định gia đình rồi thì mình sẽ làm sao đó để mà xây dựng vững chắc nền tảng gia đình trước, rồi lúc đó mình tha hồ mà muốn làm gì thì làm. Ngọc Mai được khán giả biết đến là một người rất tinh tế. Vậy khi phải đứng giữa ngã giữa Ngọc Mai có bao giờ cảm thấy do dự chưa? Tất cả những cái gì nó đến với mình nó đều có một cái lý do cả. Khi mà mình thấy cái lý do đó có lợi cho bản thân mình và có lợi cho tất cả mọi người thì mình không có việc gì phải do dự cả. Quyết định nào thì cũng là cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho mình ngay tại thời điểm đó rồi. Câu hỏi số 3. Thử thách kể về 3 tật xấu của bản thân và chồng. Hả? Tật xấu của mình là gì ta? Mình hay kỹ tính quá. Chồng của mình cũng kỹ tính còn hơn mình. Hay bị mắc hát. Chồng mình là ngủ hay bị chảy ke. Tật xấu thứ ba của mình là gì ta? Rất là thích đi dạy học. Vừa mắc hát vừa thích đi dạy học. Còn tật xấu của chồng mình là sao ta? Ghiền giờ. Những khi mắc mệt luôn. Mình đi dạy phải là sát bên nhà đó. Ảnh đã làm một cái phòng học của mình nó sát bên bên nhà của mình luôn. Trong phòng học sẽ gắn camera để anh có thể thấy mình mọi lúc, mọi nơi. Và khi nào mà thấy không có mình thì sẽ điện thoại alo em đang ở đâu. Đó, ai mà là học sinh lớp mình sẽ thấy có một cái camera ở trong lớp. Ngô Hương nha. Đúng màu áo luôn, số hưa. Có người nói rằng đẹp là cái mà ta phải cho đi mới nhận lại. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Ngọc Mai đã từng cho đi điều gì để nhận lại thành quả ở hiện tại? Thực ra trong nghệ thuật thì mình cho đi những cái gì mà mình hiểu biết, mình đã từng trải. Và cái nhận lại ở đây là có rất là nhiều bạn có niềm tin. Có bạn thì nhắn tin là được chữa lành, bước qua một cái trang mới của cuộc sống. Bởi vì mình vô tình là một cái điểm tựa của ai đó, mình cũng sẽ luôn luôn bước trên cái con đường mà mình đã chọn. Đó là cái con đường truyền cảm hứng cho mọi người. Số 1 tiếp. Ngọc Mai có từng nhận được sự đánh giá không tích cực chưa? Khi đó, Ngọc Mai đã làm như thế nào để vượt qua? Thực ra thì nghệ sĩ nào cũng vậy, không phải chỉ riêng Mai. Bên cạnh những người yêu thương mình thì có những điều mà không như mình mong muốn, đó là điều đương nhiên, trong cuộc sống cũng vậy. Vậy thì đối diện với những điều đó như thế nào? Đó chính là cái tâm niệm như là Mai đã chọn cái đóa hoa sen, có nghĩa là không bùn thì không sen, không có những lời, không có tích cực thì mình không có động lực. Giống như là phân bón cho một cái cây thì hãy xem đó là những phân bón nghị lực của mình, thiện lành của mình. Mình muốn chăm bón cái cây của mình như thế nào thì đó là cái phân bón mà, để cho cái cây đó được phát triển một cách toàn vẹn. Và mình sẽ biết ơn rất rất là nhiều những cái điều như vậy. Nhân dịp năm Quý Mão thì Ngọc Mai xin gửi đến tất cả mọi người một cái Tết thật là an lành và đón thật nhiều phúc ân. Sống 23, 19:30 đêm giao thừa trên kênh Vion. Vì Channel, vì giải trí, vì Dramas.